Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Nghĩa Vương. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong Q&A Crypto, một chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của CryptoLeadVN. Dành cho các bạn nào mới ghé thăm video thì đây là một cái chuyên mục hỏi đáp, thảo luận, chia sẻ những cái góc nhìn giữa team CryptoLeadVN với các vị khán giả của mình thông qua các cái bình luận, các cái chia sẻ, các cái comment ở trên các video mà được team phát hành trong tuần. Đặc biệt là các chủ nhân của những cái câu hỏi, những cái phần bình luận sẽ nhận được phần quà là những cái token CLV của team CryptoLeadVN phát hành. Ok, trước khi vào cái phần câu hỏi thì mình xin mời các bạn cùng theo chân mình điểm qua một số cái thông tin chính trong cái thị trường crypto trong tuần vừa rồi các bạn nha. Trước tiên thì chúng ta cùng nói về giá của Bitcoin. Tuần rồi thì Bitcoin đã đóng đến tháng 12, kết thúc một năm 2022 trong sắc đỏ tại cái điểm giá là 16.542 đô la, ghi nhận một trong những năm tồi tệ nhất của thị trường crypto. Bắt đầu năm dương lịch 2023 thì Bitcoin vẫn duy trì ở cái mức từ 16.500 cho đến là 16.700 đô la. Đây có thể được xem là cái mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Trong khi Bitcoin đi ngang thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm vào ngày thứ ba vì những cái lo ngại như lãi suất tăng và lạm phát cao tiếp tục gây khó khăn cho nhà đầu tư trong năm mới. Nhưng sau đó thì cái lớp tài sản này cũng đã khởi sắc trở lại vào ngày thứ tư khi báo cáo việc làm tháng 12 được công bố và cuộc khảo sát các hoạt động kinh tế Mỹ cho thấy là lạm phát có thể đang hạ nhiệt. Tín hiệu rằng là các đợt nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang có cái tác dụng như mong đợi. Đà phục hồi của thị trường chứng khoán thì đã giúp Bitcoin và toàn bộ không gian crypto tăng nhẹ trong tuần đầu năm mới khi Bitcoin gần chạm mốc 17.000 đô la, và cái đồng tiền thứ hai như Ethereum cũng vậy, cũng tăng, cũng phục hồi hơn 5% trong cái tuần vừa rồi. Trở lại với thông tin thị trường đầu năm mới thì xin mời các bạn cùng điểm sơ qua một số các cái thông tin, các sự kiện đáng chú ý như sau. Thì tuần vừa rồi là cũng là một cái tuần mà mọi cái sự chú ý đều đổ dồn về cộng đồng B-Network, khi mà cái đồng tiền điện tử này tưởng chừng như là một cái tài sản vô giá trị. Nhiều người thì còn cho rằng chữ bi như là đem sỏi đá bỏ đầy nhà, nhưng mà đâu ngờ rằng thì bỗng một ngày thì sỏi đá cũng hóa kim cương khi bi được hàng loạt các cái sàn giao dịch lớn nhỏ tranh nhau niêm yết. Đầu tiên là xt.com, sau đó là hubi, lần lượt là các cái sàn điện tử cỏ khác cũng nhảy vào cái trào lưu này. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có hơn 10 sàn giao dịch đã chấp nhận trao đổi cái đồng tiền điện tử bi này. Mới đây nhất là sàn Maxi, đó, một cái sàn giao dịch có lẽ là đã quá quen với chúng ta rồi đúng không ạ, cũng đã đưa cái đồng bi này lên giao dịch ở trên cái sàn của họ. Một cái điều đáng chú ý là các cái đồng bi này đều được giao dịch ở cái mức giá ở trên trời. Thì trước cái tình thế như vậy thì đội ngũ bi core team thì cũng đã lên tiếng phân trần rằng các cái bi trên sàn đều là bi ảo. Chứ bi có tim thì còn chưa mainnet xong thì lấy cái gì mà ra bi để list sàn. Bất chấp lời cảnh báo thì cái chain này cũng đã đưa bi, cái chain đưa bi lên sàn này thì cũng đã tạo ra một cái làn sóng FOMO cực kỳ mạnh mẽ và giúp giá BOTC thì cũng đã tăng vọt hơn là 20-30% so với cái giá bình thường. Ngoài B-Network thì Solana cũng đã có một cái cú comeback đầy mạnh mẽ trong những cái ngày đầu năm mới. Đồng tiền này thì đã tăng hơn 50% kể từ đáy 8 đô la trong cái tuần vừa rồi. Động thái này được thúc đẩy bởi cái làn sóng Airdrop khủng của Bonk, một dự án memecoin hệ chó giống như là Shiba Inu hay là Dogecoin vậy đó các bạn. Dự án tuyên bố là dành hẳn 50% tổng cung cho người dùng hệ Solana theo cái dạng Airdrop. Đáng nói là sau khi Airdrop xong thì cái giá Bond vẫn tiếp tục là tăng và được nhiều cái sàn giao dịch hỗ trợ để list lên sàn của họ. Điều này thì kéo theo cả cái hệ Solana đi lên, khi mà total value lock của hệ thì cũng đã tăng gần 10% sau khi là Bond Airdrop thành công. Và hiện là Solana đang giao dịch ở cái mức giá là 13 đô la các bạn. Hy vọng thì sau cái cú tăng này thì Solana cũng có thể vực dậy được cái vị thế của mình sau những cái tổn thất mà FTX và Samsung đã gây ra trong thời gian vừa qua. Không may mắn như là Solana hay là B-Network thì tuần này lại là một cái tuần khá là đen tối đối với là sàn giao dịch Hubi và cả thánh nổ là Chainlink.
khi sàn giao dịch này phải đối mặt với một loạt phút liên quan đến bê bối nội bộ. Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài tweet của Wu Blockchain cho biết rằng là Huobi đang có kế hoạch sa thải 20% nhân sự của mình, cắt giảm lương thưởng cuối năm và đặc biệt là bắt nhân viên nhận lương bằng tiền điện tử. Thì mặc dù ông chủ ngầm của sàn giao dịch là Justin Sun cũng đã ra tay dẹp tan các cái food, tuy nhiên thì có lẽ là Justin Sun cũng vẫn còn non và xanh so với anh bằng, khi giá là HT của cái sàn giao dịch này thì cũng đã giảm lên đến là 12% trong cái ngày 6 tháng 1 và cái lực tiền rút khỏi Huobi thì tăng đột biến, có hơn 63 triệu đô la được rút khỏi Huobi và dự trữ stablecoin thì cũng giảm 9,5% trong cái tuần vừa rồi. Bên cạnh đó thì cái token stablecoin, cái stablecoin USDD thì cũng đã rơi khỏi best của mình và hiện tại là đang neo ở cái mức giá là 0,97 đô la. Câu chuyện của Samsung và FTX tưởng chừng như đã khép lại trong năm cũ, khi mà cả người tình tin đồn lẫn cộng sự thân tín của anh cũng đã đồng ý đứng trước tòa để chỉ điểm về tội trạng của mình. Tuy nhiên thì khi đứng trước vành móng ngựa vào ngày 3 tháng 1 vừa rồi thì Sam đã phủi bỏ cái bản án hơn 100 năm tù với cái lời khai khá là bi hài, đó là dùng thuốc quá liều. Đó, cái việc từ chối nhận tội này thì đồng nghĩa với việc Sam sẽ bước vào cái quá trình đấu tranh pháp lý với chính quyền Mỹ. Thẩm phán tòa án New York thì cũng đã tuyên bố cái phiên tòa đầu tiên xét xử nhân vật này sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 năm 2023. Ok, đó cũng chính là những cái thông tin, những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần vừa rồi. Các bạn có thể theo dõi lại các cái video của team CryptoLit VN thực hiện để nắm rõ hơn các cái chi tiết. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong Q&A Crypto tuần này. Đầu tiên là phần bình luận của bạn Mạnh Hùng: vàng đang bay quá, ước gì Bitcoin cũng mạnh mẽ như cậu vàng. Mà mỗi khuyên em nên hold vàng ngay bây giờ nha. Gần Tết là thấy vàng tươi liền ha. Cảm ơn Mạnh Hùng. Theo một thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới thì năm 2022 vừa qua, cái lượng vàng mua vào dự trữ của các ngân hàng trung ương thì nó đã đạt được một cái con số cao kỷ lục và là con số cao nhất trong hơn 50 năm trở lại đây. Bối cảnh kinh tế vĩ mô, lạm phát, chính trị căng thẳng, các yếu tố khách quan cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến được giá của vàng trong năm 2022 vừa qua. Giá vàng có thể đạt tới 2.000 đô la trong năm 2023 theo dự đoán của các chiến lược gia hàng hóa. Lý do của việc tăng giá này liên quan đến kỳ vọng Fed sẽ kết thúc chu trình thắt chặt vào tháng 3 và chứng kiến một đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào cuối năm 2023. Điều này là rất thuận lợi cho vàng. Trở lại với cổ biết thì có thể anh em chúng ta còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa cho đến khi vĩ mô đi vào ổn định, kinh tế khởi sắc, tâm lý các nhà đầu tư thì cũng thoải mái hơn và quan trọng hơn là một cái chu trình halving Bitcoin đang đến gần hơn bao giờ hết. Và chắc chắn những cái người còn ở lại và sống sót qua cái mùa đông này là sẽ có một cái mùa xuân thật là huy hoàng cùng với ông vua tiền tử Bitcoin. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng Lê: ai cũng biết Bi chưa rõ ràng về công nghệ, giá trị của đồng Bi vẫn là một dấu hỏi, nhưng Bi lại hơn rất nhiều dự án khác ở chỗ là nuôi dưỡng được một cái cộng đồng fan hùng hậu và trở thành một tiền lệ chưa từng có trong ngành khi các sàn tranh nhau niêm yết. Vậy theo ạc, tại sao Bi lại được FOMO và sức hút, và sức hút thật sự của Bi là gì? Những lý do chính mà cộng đồng FOMO Bi trong thời gian vừa qua mà mình có thể liệt kê dưới đây. Một là cái concept đào Bi đơn giản, không cầu kỳ phức tạp, nam phụ lão ấu thì ai cũng có thể đào được, miễn là có hứng thú và có điện thoại là có thể đào được. Hai là cái cộng đồng Bi đã quá lớn để khai thác. Khi một cái dự án có lượng fan đông đảo thì nơi đó phát sinh rất nhiều cái nhu cầu tài chính và đó là vùng đất màu mỡ cho các ông lớn tranh nhau khai thác. Hãy tưởng tượng xem 40 triệu user của Bi khi tham gia tạo tài khoản giao dịch trên bất kỳ một cái sàn nào và mỗi người cho một sàn 1 đô thì lợi nhuận của sàn là 40 triệu đô. Wow! Và ba thì trong cái bối cảnh thị trường đao chen thì cộng đồng Bi miễn nhiễm với các cái biến động ngoài kia. Hiện họ đang rất là hào hứng vì được mời gọi bởi các ông lớn. Đó là nhu cầu được công nhận. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cảnh báo rất nhiều cạm bẫy có thể giăng sẵn trong mớ hào quang ngoài kia. Người dùng cần tỉnh táo và nên chọn cho mình tư thế phù hợp để giữ các thành quả khai thác bấy lâu nay, cũng như là không vì hưng phấn mà bị đối tượng xấu lợi dụng để bán Bi với giá đồng thuận trên mây. Nhân câu hỏi này thì mình cũng
Xin nhắc lại với các bạn là kể từ hôm nay CryptoLitVN sẽ mở hẳn một cái chuyên mục là B Network Daily, thì chỉ chuyên bàn về chuyện B Network thôi các bạn. Các thông tin mới nhất về B, Bitcoin Team và các cái sự kiện liên quan đến cộng đồng này sẽ được team cập nhật liên tục trong các video của mình, thì rất mong nhận được sự ủng hộ và theo dõi của các bạn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Cụ Sư Tổ. Admin có thể làm rõ mối tương quan giữa tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát được không? Cảm ơn cụ sư tổ. Khi nghe bạn nhắc tới thất nghiệp thì mình bỗng tự dưng cảm thấy rất là may mắn khi mà vẫn còn có công việc, vẫn còn ngồi đây để mà trò chuyện với các bạn. Mặc dù là một năm vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái công ty, đặc biệt là các công ty công nghệ, thì đã sa thải hàng loạt các cái nhân sự của mình trong một cái năm kinh tế đi xuống sau đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp là một trong những chỉ số quan trọng trong nền kinh tế vĩ mô. Khi được đo lường chính xác, tỷ lệ thất nghiệp cho chúng ta một cái thông số về sức khỏe của nền kinh tế. Còn tỷ lệ lạm phát là cái tỷ lệ phần trăm mà mức giá trung bình tăng ở thời điểm hiện tại so với cái thời điểm gốc. Mối liên hệ giữa lạm phát và thất nghiệp thì được biểu thị thông qua một cái đường Phillips. Đường này thì được phát hiện bởi một cái nhà kinh tế học người Anh, Alban William Phillips, vào năm 1958. Khi đó thì nhà kinh tế này đã phát hiện ra rằng tỷ lệ thất nghiệp giảm thì lương của người dân tăng cao hơn và sẽ khiến tiêu dùng nhảy vọt. Bởi lẽ đó mà giá cả hàng hóa và lạm phát cũng sẽ tăng cao. Tương tự như vậy thì tỷ lệ thất nghiệp tăng thì chi tiêu sẽ giảm lại, giá và lạm phát thì cũng sẽ giảm theo. Trong cái ngắn hạn thì đường cong Phillips cho thấy tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ kéo theo thất nghiệp thấp hơn. Và ngược lại thì từ đó thì chúng ta rút ra một cái kết luận rằng lạm phát và thất nghiệp tỷ lệ nghịch với nhau trong ngắn hạn. Như vậy thì một cái quốc gia có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp nếu sẵn sàng chấp nhận tăng tỷ lệ lạm phát, hoặc là ngược lại. Tuy nhiên thì trong dài hạn thì không có sự đánh đổi hoặc là chọn lựa giữa tỷ lệ thất nghiệp hay là lạm phát, thì bởi lúc này cái đường Phillips là cái đường thẳng đứng cách trục hành tại điểm thất nghiệp tự nhiên. Cái điều này có nghĩa là nền kinh tế sẽ quay trở lại tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên dù lạm phát là bao nhiêu. Bên cạnh đó, lạm phát luôn có xu hướng tăng lên trong dài hạn. Với sự thay đổi của dòng tiền, cung cầu lao động trên thị trường sẽ trở về vị trí cân bằng. Điều này có nghĩa là mức sản lượng cung ứng trên thị trường sẽ bằng mức sản lượng tiềm năng. Bạn Việt Anh Bùi có hỏi, dự án B-Bridge có phải là dự án của các bạn không? Cảm ơn bạn Việt Anh. Thực ra đây cũng là câu hỏi mà team nhận được rất nhiều trong thời gian vừa qua, và mình xin đại diện team CryptoLitVN trả lời cho bạn và mọi người. B-Bridge là một dự án xây dựng dành cho cộng đồng tiền điện tử nói chung và cộng đồng B-Network nói riêng, góp phần cho hệ sinh thái B thêm đa dạng. CRVN Capital là một trong những cái đơn vị backer của dự án này, và CRVN Capital cũng là đơn vị bảo trợ cho CryptoLitVN hoạt động, nên các bạn ưa thấy gần đây chúng tôi đưa tin liên tục về dự án này là vậy đó. Tuy nhiên thì CryptoLit không phải là chủ của dự án, mà đơn giản chỉ là hợp tác truyền thông mà thôi. Tuy nhiên thì một điều mình cũng xin nhấn mạnh đến mọi người, những thông tin được đăng tải trên CryptoLitVN các bạn cũng nên chỉ dừng lại ở cái mức độ là tham khảo, và cái nào dùng được và củng cố được cho quyết định đầu tư của mình thì các bạn nên dùng, còn không thì các bạn cũng nên cho qua các bạn nha. Bạn Thắng Hoàng Minh cũng có đặt một câu hỏi liên quan đến token CLV. Mình đã đăng ký kênh và xem tin tức chia sẻ trên kênh, nhưng khi nhận coin thì bảo là liên kết với ví MetaMask là sao vậy kênh, trong khi đã liên kết rồi. Xin được hướng dẫn để nhận coin ạ. Hello bạn Thắng Hoàng Minh. Đầu tiên thì xin cảm ơn bạn đã ủng hộ CryptoLitVN bằng việc xem tin tức qua website. Team rất hạnh phúc khi việc của team làm đều được cộng đồng hưởng ứng. Về trường hợp của bạn thì chắc có lẽ bạn đã chưa nắm các cái kỹ thuật thao tác trên web. Để giải quyết cái vấn đề này thì bạn cứ lên nhóm Telegram hoặc là Facebook của kênh để phản ánh trực tiếp. Hoặc là bạn có thể xem lại các cái video hướng dẫn cách khai thác CLV mà team đã dựng sẵn và đã phát ở trên kênh. Ở nhân đây thì mình xin nhắc lại một chút về cơ chế nhận thưởng khi tham gia xem video trên website của CryptoLitVN. Mỗi ngày thì người dùng sẽ điểm danh bằng cách truy cập vào web, kết nối ví và nhận về một lượng token của web, hiện tại là 0.48 CLV. Thì sau đó họ sẽ xem nội dung video để tiếp tục nhận thưởng. Số video này thì được giới hạn chỉ 5 video một ngày là được tính thưởng thôi. Và hiện tại thì mỗi video hoàn thành 100% thời lượng thì người dùng sẽ nhận về 0.2 CLV. Một cách khác để tối ưu hơn thì người dùng có thể mời bạn bè cùng tham gia chương trình.
khi mà bạn bè nhận thưởng thì cái người chia sẻ cũng được hưởng một phần phần trăm định. Ở trong tương lai thì CryptoLitVN định vị sẽ là một nền tảng Web3 app. Tại đây thì mọi người có thể đọc tin tức, xem video và cả việc sáng tạo nội dung để nhận thưởng là các cái token CLV. Đồng thời thì chúng tôi cũng thiết kế một cái không gian DeFi để các bạn có thể trải nghiệm, sử dụng các cái tính năng phục vụ cho việc đầu tư, tiết kiệm và trao đổi tài sản số của mình. Lộ trình cũng như là white paper thì sẽ được thông báo đến mọi người ngay khi có thể. Cảm ơn bạn. Và đó cũng chính là những cái nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Mình nhắc lại là các bạn nào có cái phần bình luận hay là các câu hỏi được nhắc đến ở trong chương trình thì vui lòng liên hệ với admin group Telegram CLVN Capital Community để mà nhận token CLV của mình. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi các cái video được team liên tục sản xuất và phát hành mỗi ngày để cập nhật những cái thông tin mới nhất của thị trường các bạn nha. Các bạn nào mà có quan tâm đến token CLV thì hãy vui lòng truy cập website cryptolitvn.com để vừa xem video mà vừa có cơ hội nhận thưởng mỗi ngày các bạn nha. Và bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tuần sau.